Hôm nay đi khám phá tại ngay là miếu Chúa Nguột. Nơi đó cũng rất rất là linh thiêng, chết cũng rất là nhiều người. Tại ngay đó là cũng nghe nói cũng có hai coi hai bên giống như là hai con rắn rất là ghê gớm. Xin mọi người cùng đi khám phá. Đây chỉ là núi, núi rất là cao, dưới kia là nơi đồng bằng và biển. Các bạn đang xem nhớ đăng ký để coi các video rất là hay, và có thể để cho mình biết tất cả về thiên nhiên và các nơi tâm linh, thể biết về cái bộ phép. Ở đây cũng rất là đẹp, rất là cảnh rất là đẹp. Toàn là núi. Cái video này cũng để biết về chỗ ngay tâm linh rất là linh thiêng nha, tới nơi cũng rất là rùng rợn. Này thằng còn tháng mưa rồi, trời mưa rất là trơn trượt. Đây cũng gần tới tới rồi.
dưới kia là xuống dưới kia là tới. Đường rất là lầy lội, trời mưa. Tháng 9 tháng 10 này trời mưa rất là xối xả, nên đường rất là dơ. Đi xuống một đoạn nữa là tới nơi. Ở đây rất là u ám, lắc cây cối tùm. Chắc là chỗ đây nữa. Vì cây cối rất tùm. Đây gọi là giếng bổ, giếng tự nước, nước nghe nói nước là tự tạo phun ra. Nước tự trào phun ra từ cái khi mạch, gọi là nơi đây gọi là giếng bổ, tự phun ra là chảy xuống xuống núi. Ở đây cây sung rất là to. Chỗ này tới nơi rồi. Nơi đây rất cũng rất là linh thiêng. Tại chỗ đây anh chết cũng đã 3 người, rất linh thiêng, tự tế mà chết. Nghe nói khi hồi xưa kia là tại cái đây là có 2 con rắn giữ tại cái miếu chú Nguột đây. 2 con rắn này cũng là biến mất.
đi đâu đi nơi chỗ nào khác rồi. Đại tu quay sửa từ 2018 sửa lại trong đây là thờ là chú Ngọc, chú Ngọc bên đây là tả ban cây này rất là giống rắn. Chạy dài tầng cây nơi cây sung luôn. Cắt cắt giống như rắc, giống như rắc con rắn. Bên này là hữu bang nè, vẫn là hai bên đều có rất là giống con rắn này. Bên này tà thờ tà hữu bang. Ở đây cũng có từ xưa tới đây, hồi xưa là cũng có một ông thầy nơi tu luyện ra đây tại miếu chú Ngục đây.
Mọi người nhớ coi và đăng đăng ký nhấp vào chuông để xem các video rất là hay. Để biết được hay giới thiệu và nơi tâm linh và cái đình các miếu và có thể là và bùa phép và các nhiều các video khác để hấp dẫn. Xin chào mọi người.